7 tác dụng diệu kỳ của sữa chua và cách làm sữa chua đơn giản tại nhà, ai cũng có thể làm được. Xin chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Trong những ngày hè oi bức như thế này, chắc hẳn ai cũng muốn tìm cách giải nhiệt và đồng thời tận hưởng những lợi ích tự nhiên cho sức khỏe. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 tác dụng diệu kỳ của sữa chua mà bạn có thể chưa biết. Và điều đặc biệt là bạn không phải tốn quá nhiều công sức thời gian. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm sữa chua đơn giản tại nhà nhanh nhất mà ai cũng có thể làm được. Bạn sẽ có ngay trong tay những hộp sữa chua tươi ngon, giàu chất dinh dưỡng và an toàn cho cả gia đình. Nếu bạn hứng thú với video này, hãy ở lại đây đến cuối video. Đừng quên đăng ký kênh bây giờ và bật chuông thông báo. Điều này sẽ giúp bạn nhận được sớm nhất những video mới của Diệp nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu nội dung ngày hôm nay. Sữa chua không chỉ là một món ăn quen thuộc mà còn là nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá cho cơ thể. Từ lâu, sữa chua đã được xem như món thần dược cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và sự chắc khỏe của xương khớp. Chắc hẳn thời gian vừa qua bạn đã dùng sữa chua rồi đúng không nào? Vậy, nội dung đầu tiên đấy là 7 tác dụng diệu kỳ của sữa chua mà bạn có thể chưa biết. Thứ nhất là cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Sữa chua chứa hầu hết mọi chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để duy trì sự sống và phát triển. Sữa nói chung và các sản phẩm từ sữa nói riêng, đặc biệt là sữa chua, chứa nhiều canxi, một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của xương và răng miệng. Chỉ cần một cốc sữa chua, bạn có thể cung cấp đến 49% nhu cầu canxi hàng ngày cho cơ thể. Ngoài ra, sữa chua cũng chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12 và pyrophabin. Hai vitamin này sẽ giúp bảo vệ cơ thể, chống lại bệnh tim mạch và các dị tật bẩm sinh, ống thần kinh khác. Trong một cốc sữa chua cũng cung cấp đến 38% nhu cầu hàng ngày về phốt pho và 12% nhu cầu hàng ngày về magie và 18% nhu cầu hàng ngày về kali. Những khoáng chất này rất quan trọng cho nhiều quá trình sinh học trong cơ thể, chẳng hạn như điều chỉnh huyết áp, sự trao đổi chất và sức khỏe của cả hệ xương khớp. Tác dụng số 2 đấy là có lợi cho hệ tiêu hóa. Một số loại sữa chua chứa vi khuẩn sống hoặc nên men vi sinh, đó là các vi khuẩn được thêm vào trong quá trình nuôi cấy ban đầu hoặc sau quá trình tiệt chủng. Những vi khuẩn này mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, không may, nhiều loại sữa chua trên thị trường đã trải qua quá trình tiệt chủng, tức là đã được xử lý nhiệt để tiêu diệt tất cả các loại vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn có lợi trong sữa chua. Để đảm bảo sữa chua vẫn còn chứa men vi sinh có lợi cho hệ tiêu hóa, hãy tìm những loại sữa chua có men vi sinh sống. Hoạt động và thông tin này được ghi trên nhãn mác của bao bì sản phẩm. Thứ ba, đấy là nguồn cung cấp protein dồi dào. Sữa chua là một nguồn cung cấp protein đáng kể với khoảng 12g protein trong mỗi 200g sữa chua. Protein đã được chứng minh là hỗ trợ quá trình trao đổi chất bằng cách tăng cường tiêu hao năng lượng và lượng calo cho cơ thể đốt cháy trong suốt cả ngày. Đảm bảo lượng protein đủ cung cấp là rất quan trọng để điều chỉnh cảm giác thèm ăn, bởi vì nó kích thích sản xuất hormone báo hiệu cảm giác no. Điều này tự động làm giảm tổng lượng calo mà cơ thể tiêu thụ, góp phần vào quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Theo một nghiên cứu, những người ăn sữa chua ít cảm thấy đói hơn và tiêu thụ ít hơn 100g calo vào mỗi bữa tối so với những người ăn đồ ăn nhẹ có hàm lượng protein thấp hơn, mặc dù lượng calo được tiêu thụ vẫn tương đương. Thứ tư, đấy là tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho cơ thể. Ăn sữa chua đều đặn, đặc biệt là những loại sữa chua chứa protein, có thể tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh. Protein đã được chứng minh là có khả năng giảm triệu chứng viêm liên quan đến tình trạng sức khỏe khác nhau, từ nhiễm virus đến rối loạn đường ruột. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng trong một số trường hợp, vi khuẩn có lợi cũng có thể giúp giảm tỷ lệ mắc, thời gian và mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, sự tăng cường miễn dịch của sữa chua cũng được đóng góp bởi magie, selen và kẽm. Các khoáng chất vi lượng được biết đến với vai trò quan trọng trong sức khỏe hệ thống miễn dịch. Thứ năm,
tăng cường sức khỏe hệ xương khớp. Sữa chua chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của xương, bao gồm canxi, protein, kali, phốt pho và đôi khi là cả vitamin D. Tất cả các loại vitamin và khoáng chất này đều đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa loãng xương, một tình trạng mà xương trở nên yếu và thường xảy ra ở người cao tuổi. Những người mắc bệnh loãng xương thường có mật độ xương thấp và nguy cơ gãy xương cao hơn so với những người khác. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tiêu thụ ít nhất 3 phần thực phẩm từ sữa chua, ví dụ như sữa chua mỗi ngày, có thể giúp duy trì độ dày và sức khỏe của xương, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Thứ 6, lợi ích của sữa chua trong việc kiểm soát cân nặng. Mặc dù không có vai trò trực tiếp trong quá trình tăng hay giảm cân của mỗi người, sữa chua có những đặc tính giúp kiểm soát cân nặng. Đầu tiên, sữa chua có hàm lượng protein cao cùng với canxi giúp tăng nồng độ của các hormone, giảm cảm giác thèm ăn, đặc biệt là quan trọng đối với người mới bắt đầu. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa chua có thể hỗ trợ giảm cân, giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể ở các vòng eo. Một số đánh giá khác cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ các sản phẩm sữa chứa chất béo, bao gồm cả sữa chua, có thể giảm tỷ lệ béo phì. Điều này trái ngược với quan điểm sai lầm trước đây về việc chất béo trong sữa chua gây tăng cân. Điều này cũng đã chứng minh rằng những người ăn sữa chua có xu hướng có chế độ ăn tổng thể tốt hơn so với những người không ăn sữa chua. Một phần là nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp hơn sữa chua. Thứ bảy, đây là lợi ích của việc sữa chua đối với sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất béo trong sữa chua là một trong những điều gây tranh cãi về lợi ích của việc sữa chua đối với sức khỏe. Sữa chua chủ yếu chứa chất béo hòa tan và một ít axit béo không hòa tan. Trước đây, chất béo bão hòa được cho là gây nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng nghiên cứu hiện nay cho thấy điều này không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, sữa chua không béo và chất béo vẫn được khuyến khích là ưa chuộng, đặc biệt là ở Mỹ. Không có bằng chứng rõ rệt cho thấy chất béo trong sữa chua gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thực tế, nó có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ chất béo bão hòa từ các sản phẩm sữa chua có thể tăng nồng độ cholesterol có lợi, góp phần vào bảo vệ sức khỏe của hệ tim mạch. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nội dung thứ hai, cách làm sữa chua tại nhà đơn giản nhất mà ai cũng có thể tự làm được. Chúng ta sẽ mất khoảng 5 phút để chuẩn bị và 10 phút để chế biến nguyên liệu nhé. Nguyên liệu bao gồm sữa chua đặc ông thọ 380g, tương ứng là 1 lon, một hộp sữa chua để làm cái. Cách làm như sau. Bước 1, pha sữa chua đặc. Cho 1 lon sữa chua ông thọ vào nồi, sau đó dùng luôn 1 lon sữa để đong nước. Đong 2,5 lon nước này cho vào nồi và tiến hành khuấy tan sữa đặc. Bước 2, pha hỗn hợp này với sữa chua cái. Cho 1 hộp sữa chua cái vào nồi nước, dùng rây lọc qua hỗn hợp sữa chua cho mịn. Và một điều lưu ý là trước khi cho sữa chua cái vào, bạn cần đảm bảo sữa chua đặc ấm nhưng không quá nóng, khoảng 32 đến 40 độ C để tránh làm em bị chết và không thể ủ thành công nhé. Bước thứ ba đấy là ủ sữa chua. Bạn cho sữa chua vào từng hũ, đựng sữa chua rồi đậy lắp kín lại hoặc túi ni lông, dùng thây thun cột chắc lại là được. Cho các hũ sữa chua này vào nồi, cho nước ấm khoảng 50 độ C và ngập 2/3 hũ sữa chua. Đậy lắp kín lại rồi phủ lên lớp khăn, ủ ở nhiệt độ khoảng 5 đến 8 tiếng cho sữa chua tự động lên men. Lưu ý, để sữa chua lên men đều trong quá trình ủ sữa chua, bạn không nên di chuyển nồi nhé. Ngoài ra, bạn có thể ủ sữa chua bằng nồi cơm điện bằng cách cho nước ấm vào nồi, ngập 2/3 hũ sữa chua, đậy nắp ủ khoảng 5-8 tiếng, không cần cắm điện. Chờ khoảng 8 tiếng là bạn có thể có những hũ sữa chua tại nhà bằng cách sữa đặc ông thọ vô cùng thơm dẻo, sánh mịn, mát lạnh. Cách bảo quản sữa chua như sau. Sữa chua sau khi nấu để nguội, bạn có thể cho vào ngăn đá tủ lạnh cho sữa chua đông lại. Cách này sẽ giúp bảo quản trong vòng 5-7 ngày. Nếu không thích ăn đông lạnh, bạn có thể cho sữa chua đã nấu để nguội và cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Với mức nhiệt độ là từ 2-8 độ C, sữa chua của bạn sẽ được bảo quản trong 3-5 ngày. Trên đây là 7 tác dụng diệu kỳ của sữa chua và cách làm sữa chua đơn giản tại nhà mà ai cũng có thể thực hiện được. Bằng việc bổ sung sữa chua vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bạn không chỉ có được những lợi ích to lớn cho sức khỏe, mà còn có thể tận hưởng những hương vị thơm ngon, bổ dưỡng và mát lạnh của món sữa chua này trong những ngày hè oi bức.
hãy thử ngay và khám phá những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà sữa chua mang lại bạn nhé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại ở phía dưới bình luận ở dưới video này. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Diệp và chia sẻ video này đến nhiều người biết hơn. Chúc bạn thành công với những món sữa chua thanh mát và dinh dưỡng ngay tại nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.